Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhận tiền tỷ, đặt tham vọng cao tại V-League 2022. Với những thay đổi mạnh mẽ trên băng ghế huấn luyện lẫn lực lượng cầu thủ, cùng với gói tài trợ tiền tỷ đến từ các doanh nghiệp, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tự tin hướng đến việc cạnh tranh thứ hạng cao tại V-League 2022. Hướng đến mùa giải 2022, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhận tin vui với các gói tài trợ cũng đến từ LEN với giá trị 20 tỷ đồng, ngân hàng SCB với giá trị 10 tỷ đồng cùng một loạt đơn vị đồng hành khác. Bên cạnh đó, câu lạc bộ có hàng loạt sự thay đổi đáng chú ý về nhân sự dưới thời huấn luyện viên Trần Minh Chiến được tin tưởng thay cho Alexandre Pouchin, người đã chia tay đội sau mùa giải 2021 dang dở. Giống như những mùa giải qua, đại diện Thành phố Hồ Chí Minh không ngần ngại vung tiền mua nhiều cầu thủ mà mình cho là phù hợp sau cú thanh lý hàng loạt cầu thủ gốc Brazil thiếu chất lượng. Vì lẽ đó, đội chủ sân Thống Nhất đã trao cơ hội cho những ngoại binh mới có hồ sơ ấn tượng, chưa từng thi đấu tại V-League, có thể kể đến bộ ba Brandon Lucas, Bruno Cosendi và Joseph Coxwood. Đây là những sự bổ sung cần thiết cho Thành phố Hồ Chí Minh sau một mùa giải chơi thất thường. Ngoài ra, đội bóng của nhà cầm quân Trần Minh Chiến cũng bổ sung một loại nhân tố khác nổi đáng chú ý như Hoàng Vũ Samson, Dương Văn Khoa, Trần Đình Bảo, Chu Văn Kiên, Đào Quốc Gia, Nguyễn Đoàn Duy Anh. Những gương mặt mới này cộng với dàn cầu thủ cũ như Hồ Tuấn Tài, Võ Huy Toàn, Nguyễn Thanh Thắng, Lâm Ti Phong, Trần Đình Thương giúp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tự tin hướng đến mùa giải mới thành công hơn. Điều đáng tiếc duy nhất với đội bóng chính là việc phải chia tay với Liên Nguyễn. Ngôi sao gốc Việt đã chứng minh được đẳng cấp và tầm ảnh hưởng của mình lên lối chơi của đội tại mùa giải 2021. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp khiến V-League 2021 bị hủy giữa chừng đã khiến Liên Nguyễn phải sớm nói lời chia tay với đội bóng và chuyển sang công tác huấn luyện một đội bóng nữ tại Mỹ. Trước thêm mùa giải, thầy trò huấn luyện viên Trần Minh Chiến đã có những chuyến du đấu cọ sát nhằm hoàn thiện lối chơi. Sau một thời gian gắn bó với đội hạng nhất Bà Rịa Vũng Tàu, ông Chiến trở về đội bóng lớn chủ quản như một biện pháp chữa cháy thay thế huấn luyện viên ngoại Phong Kiên vừa nắm quyền Thái Lan vô địch AFF Cup. Tại buổi lễ xuất quân, huấn luyện viên Trần Minh Chiến cho biết với sự chuẩn bị tốt cùng sự hỗ trợ hết mình của ban lãnh đạo, các đơn vị tài trợ, đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh tự tin cho việc cạnh tranh vị trí cao tại V-League 2022. Theo lịch thi đấu, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nghỉ loạt trận khai mạc từ ngày 25 tháng 2 do V-League còn 13 đội thi đấu và chỉ sẽ bắt đầu mùa giải mới bằng trận làm khách trên sân đội Đà Nẵng vào chiều ngày 2 tháng 3.